Tiền hết rồi chị ơi. Của chị hết bao tiền nhở? À rồi vâng. Của chị hết 100.000 chị ạ. 100 à? Vâng. À nhưng mà này, chị không có tiền chẵn đâu. Lấy tiền lẻ nhá. À vâng, tiền làm được ạ. Tiền lẻ được chị ạ. Không sao, càng tốt chị ạ. Còn tiền lẻ. Vâng. Này. 10.000. Vâng. 20. Em xin. 30. Vâng. 40. Vâng. 50. 60. Vâng. 60 nhá. Vâng. 70. 80. Vâng. 90. Vâng. 100. Vâng. Bò thêm cho 10.000. À, vâng, em xin chị ạ. Cảm ơn. Thêm nó đủ chưa? À đủ rồi chị ạ. Chị đi nhá. Chị đi ạ. Đi nhá. Ơ chị ơi. Chị ơi. Trời mưa chị đi từ từ thôi, kẻo ngã. Người đâu ấy, vừa xinh đẹp lại còn vừa tốt tính nữa. Đã tốt lại còn bo cho mình 10.000 nữa. Giá như cuốc xe nào gặp người tốt chị tốt mấy. Nhưng mà có cái gì nó cân cân thế nhỉ? Tiền đây rồi mà. Alo. Vâng, em đón ngay đây, anh chờ em tí tí. Vâng.